này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Coi nhân vật của em là ở địa ngục hay là gì em? Địa ngục hay là địa... Nó không ở đâu hết á. Ủa? Ủa cái? Hả? Nó không ở thế giới thường. Đúng rồi. Nó cũng không ở địa ngục. Đúng rồi. Nó cũng không ở gì em. Hả? Thế thì nó còn chỗ nào để nó sống nữa em? Nó sống ở thế giới thường. À, nó sống ở thế giới thường. Đến thế giới thường chị gái. Cái ơi. Không, mà đi con em không phải sống ở thế giới thường. Đâu có thế giới thường. Ủa? Đúng rồi. Tôi bắt đầu lú trong cái này. Bình tĩnh cái. Lên đây. Chị hỏi em. Em làm chị lú rồi đó. Con đấy còn ở đây không? Không. Từng người đó có ở đây có rất là nhiều người nha, có cả vịt này, nói chung là có cả Hero Team này và những YouTuber khác đó mọi người, nhưng nó không chỉ là bên này là YouTuber đúng không, còn bên kia sẽ là các bạn quái vật, còn bên đằng kia nữa đó chính là đồ ăn. Nên là ngày hôm nay bọn mình sẽ chơi trò lật thẻ bài nhé mọi người. Lật chơi sẽ là Kamui và Sammy sẽ chọn lấy một thẻ bài và bọn mình sẽ để vào cái khu này và nhiệm vụ của bọn mình đó chính là tìm ra cái thẻ bài mà đối phương đã. Rồi, ok, Sammy em đã sẵn sàng chưa? Chị bên đội đỏ nha, em bên đội xanh nha. Cậu chị muốn đỏ đỏ một xíu nè. Lần đầu chơi cho nó đỏ đỏ một xíu, ok? Chơi lúc không sợ gì. Rồi, ok, và ok, xuống nha. Rồi, bây giờ chúng ta chọn cái gì bây giờ? Theo các bạn thì Kamui nên chọn cái gì bây giờ nhỉ? Meanwhile. Rồi, đây chính là cái thẻ bài mà tôi đã chọn này. Tên tôi đây nè. Rồi, Sammy chọn xong chưa? Ủa, sao như một cái không ra ta? Ủa, sao lại không nha? Rồi, xong rồi, à, bây giờ thì chị nhường em họ đặt câu hỏi trước đó. Nhầm. Rồi, bây giờ mình sẽ học cái câu nào mà đấy là loại nhiều nhất. Đó chính là nhân vật chị có đội phụ kiện không? Nhân vật của chị có đội phụ kiện không hả? Có. Vậy là mình sẽ loại tất cả những người không đội phụ kiện. Rồi, xong đúng không? Rồi, bây giờ câu hỏi của em xong rồi nè. Bây giờ đến câu hỏi của chị nè. Chị sẽ hỏi một câu hỏi này thôi. Đó chính là nhân vật của em là cái mắt là màu đen hay là có màu sắc? Có màu sắc. Rồi đó, tôi đã loại được rất là nhiều có người có mắt màu đen rồi. Ok, bây giờ đến Sam. Chị loại được nhiều lắm đó. Nhân vật của chị có đội vương miện hay không? Có đội vương miện hay không hả? Wow. Không. Ok. Rồi, bây giờ đến lượt chị nè. Chị sẽ hỏi là thôi, chị cũng không biết là... Chị theo câu hỏi của em đó chính là nhân vật của em có phụ kiện hay không? Không có đúng không? Thế thì vương miện cũng loại nè. À rồi, ok rồi, đến lượt em á. Chị xong rồi. Rồi, em hỏi lại câu của chị luôn. Nhân vật chị mắt màu đen hay là mắt màu sắc? Mắt màu đen. Rồi, ok, bây giờ đến lượt chị nè. Ôi rồi ôi. Bây giờ không. Không đúng không? Nhân vật gì màu sắc chủ đạo có phải màu vàng hay không? Có à? Vừa rồi thì em thắng rồi, nhưng mà để chị đoán okay. Ha. Nhân vật của em có mắt màu xanh dương hay không? Được ăn cả cá về không? Là chị cũng được ăn cả cá về không à? Đó. Hả? Thế chị rồi. Sao vậy chị? Nhưng mà của em là chị đoán đi. À, từ. Nếu ok, bây giờ là chị sẽ đoán ra. Nhân vật của em không cần hả? Phải không? Không. Không phải hả? Ủa là con dạ là ai? Nhưng mà cô em là một người lạ. Trời ơi, một người lạ với cái tóc nâu. Tôi không biết người này. Rồi, ok, vậy là chúc mừng Sam ở trận đầu tiên. Sammy đã chiến thắng cho mọi người. Bây giờ chúng ta đến với trận thứ hai. Rồi, ok. Much later. Rồi, ok, và các bạn sẽ chọn bạn này nha mọi người. Còn Sammy, em xong chưa? Xong rồi, cái nhân vật này em còn không biết coi con gì mà. Rồi, ok, ở trận trước thì em đặt câu hỏi trước rồi. Bây giờ đến lượt chị đặt câu hỏi nè. Nhân vật của em. Hả? Có
con này em chịu vậy. Nếu mà ở trên mặt đất thì Camo sẽ loại những cái con mà ở dưới địa ngục đi đó. Trời ơi, vì nó ở trên thế giới thường nên là tôi không loại được nhiều. Nếu mà là Sammy bảo ở dưới địa ngục cái là tôi xong rồi đó mọi người. Tiếc quá. Ok, mời Sam. Lắng nghe câu hỏi này nè. Chị biết thế nào sức mạnh của em? Chị gợi ngầu như vậy. Nhân vật của chị là màu tươi hay màu tối? Tiền à, thế sáng. Là sáng, thế là sáng, thế là sáng, thế là sáng. Nếu mọi người biết sao, lúc nãy Sam bảo là chị nghe em hỏi một câu là sắp trời là trời, sắp thứ hai đó. Tập năm tấu là cũng nhiều rồi, trời ơi trời. Ok em, bây giờ đến lượt chị hỏi này. Con của em có màu xanh lá hay là không? Không. Không có đúng không? Thế thì những con nào có màu xanh lá tôi loại hết. Rồi đó, chị cũng loại được khá khá nha. Rồi đến lượt em. Nhân vật của chị nó có liên quan đến hình dạng của con người hay không? Từ từ đi xem lại nha, từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. À, có. Nó hình dạng liên quan đến. Ok, loại những thứ không phải liên quan đến con người. Tiếp theo. Chị hỏi em nè, con nhân vật của em ở phiên bản 1.15 có chưa? Ở phiên bản cao, mà lại phiên bản cao mà biết thằng thấp. Ok, thế là phiên bản cao đúng không? Nếu mà ở phiên bản cao thì ok. Rồi, đó, câu em này một ăn cả hay không nè. Câu này tiếp nè. Rồi câu một ăn cả hai phải không tiếp hả? Không, cũng okay. Không phải, nó cũng loài nó nhiều lắm. Con này là nó có liên quan đến người hay không? Con à, chị là nó lại yêu quái. Gosh. Bây giờ đến lượt chị nè. Chị hỏi con, cái này là gameplay là cái con này là có đánh. Mình tức là mình không động chạm vào nó mà thì nó có đánh mình không? Em nghĩ là có, con này tới gần chắc là cũng đánh. Có hả? Chị chỉ còn 2-1 nữa thôi em. Oh my god. Em hãy cố gắng đi bé ơi, đến lượt em đó. Chắc chắn là ba con này thôi. Chắc chắn các bạn chỉ có. Ủa không lẽ bà mua chồng với tôi? Không lẽ vậy? Này. Không chồng đâu. Rồi. Chúng. Không, không biết có chồng không nhưng mà hên xui. Tức là của em là một trong những con này á. Ờ em một em là những con này cũng trùng trong một con này. Ủa không. Ủa chứ con này chị loại hết rồi mà. Cái gì? Nếu mà là thế, cái phiên bản cao của em là phiên bản bao nhiêu vậy? Đối em cao thì nó là mấy con thấp của em là 1.12.2, còn cao em là trên rồi. Nếu mà thế thì con này nó không còn là phiên bản cao nữa nè. Tức là từ đấy nha, em mình tính là Ủa em đứng đi mình. Thế thì không thể là một con này được, tức là chỉ có thể là một con này hoặc là con này. Rồi xong rồi, xong rồi. Ok, ok, ok. Không sao, mặc dù tôi loại hết nhưng mà tôi vẫn chưa đọc ra kết quả cuối cùng thôi. Em nói đi. Nhưng mà có chị có màu xanh lá không? Có. Xong rồi. Rồi bây giờ chị hỏi em nè. Không rồi, từ từ. Con này có màu xanh lá mà em làm gì vậy? Có, đó là xanh biển mà. Nó có màu xanh lá. Có hả? Nó có rêu đó bà. Trời ơi, thôi chạy đi, chạy đi. Không sao, sao. Đấy là do em loại thôi chứ còn chưa ra đáp án cuối cùng, không sao. Bây giờ đến lượt chị hỏi nè. Một câu hỏi xong nè. Con nhân vật của em sống ở sa mạc hay là nước? Nó sa mạc. Sa mạc, ờ thế là con hút đúng không? Hút là con nào ta? Con này nè, để chị qua coi. Ờ đúng rồi, nó là con hút á. À, con này à. Đó, con này sống ở sa mạc đó bà. Ờ đúng rồi, ờ thế thế là con này đó. Con chị là con, từ con chị là một con. Rồi em đoán đi, em đoán random đi, Mũi con màu xanh đúng không? Con nào? 1.2 con này đúng không? Ừ, 1.2 rồi, 50-50 rồi đó. Con này hả? Đúng rồi. Ờ, em chọn đúng cái con, không phải con của chị. Còn em vừa phá đi con của chị rồi đó. Mày ơi! Tiếp cái hỏi là tôi, nếu có tôi gì không? Con sao? Thì ở dưới địa ngục hay là trên mặt đất là đúng rồi luôn á. Em định hỏi thì đúng rồi. Thế nhưng mà em đâu có hỏi câu đấy đâu. Em đâu có hỏi. Ok, và kính thưa các bạn, Camui đã lật kèo vào phút gần cuối nhờ có sự gợi ý từ đối thủ Sammy nào. Ok, và Camui đã chọn đúng lá bài nha mọi người. Mặc dù là mình đã loại cái lá đấy rồi nhưng mà không sao, tôi vẫn chọn đúng đây là kết quả 1-1 cho Camui và Sammy nha mọi người. Rồi chúng ta đến thân cuối em yêu ơi. Rồi và đây chính là cái món ăn đó Camui đã chọn này rồi. Sam chọn xong chưa? Xong rồi. Ok, lần này chị sẽ để cho em đặt câu hỏi trước. Em đặt đi. Món ăn của chị có màu nâu hay không? Món ăn của chị có màu nâu hay không? Có. Rồi, sau khi Sammy loại hết những cái món không có màu nâu thì vẫn còn rất là nhiều nha. Rồi, ok. Nhiều. Bây giờ đến lượt chị nè. Chị sẽ hỏi là cái món của em là có liên quan đến động vật hay là thực vật? Nó là thực vật. Sau khi tôi loại bỏ hết những cái món có thịt thì tôi phát hiện ra là những cái món có thịt thì toàn ở giữa thôi sao ơi? Còn những cái món thực vật á, nó toàn ở bên ngoài, nó bao bọc bên ngoài, nhìn hay lắm sao? Ok, rồi em. Món ăn của chị nó có phun nâu hay không, hay là nó một màu nâu kèm với một màu sắc khác với màu đỏ? Nó kèm.
gặp chị gì đó. Cái món ăn của em có màu cam không? Không. Rồi xong luôn. Xin nhờ. Rồi mời em. Món ăn của chị nó có liên quan đến bánh không? Có. Rồi. Ok, bây giờ chị sẽ chọn nha. Chị biết rồi, món ăn của chị thường dùng vào ngày sinh nhật không? Không. Không dùng vào ngày sinh nhật. Từ từ, nó không dùng. Ok, không, mày chị trả lời đi nha, chị trả lời đi nha. Không, từ từ, không dùng. Cái này là dùng, món này không dùng. Ok, biết rồi. Món ăn của chị phải là burger không? Đúng rồi. Yeah. Ok, vậy là Sammy là chiến thắng hai màn rồi. Từ từ, cho chị hỏi phát. Không, thực sự là em, nếu mà món của em chị cần hỏi một câu là chị có thể thắng ngay bằng đầu luôn á. Món ăn em nó cũng cái nhược điểm duy nhất luôn á. Thế á? Đúng rồi, nhược điểm duy nhất luôn. Bát hả? Đúng rồi. Ồ, tức là của em là súp đó. Đúng rồi, nếu mà chị hỏi đúng tôi thôi là chị thắng luôn. Món ăn của em bỏ chúng tô đúng không? Chúng bát luôn. Trời ơi, nó chỉ có duy nhất không, bỏ chúng tôi. Nhưng mà cái thế thì tỷ lệ thấp lắm. Tỷ lệ thoại là loại thấp thì không gọi được, chị không ấy được. Ok, vậy tức là của Sam là cái súp, bát súp đó. Sammy đã chiến thắng ca vui, tôi buồn quá. Chúc mừng Sammy. Yeah. Rồi và chúng ta đến với thí sinh mới đó chính là Karon TV. Thậm chí Karon còn chưa chơi ở cái phần trước với ca vui luôn, nhưng mà thôi không sao. Lần này thì ca vui sẽ đổi, ca vui không ở bên đỏ nữa, ca vui sẽ ở bên xanh nha mọi người. Rồi bây giờ Karon và chị và em sẽ chọn lấy một nhân vật mà nào mà em muốn chọn ấy, xong rồi em cho vào cái ô của em nha. One hour later. Rồi ok, câu hỏi đầu tiên của em đó chính là tóc của nhân vật mà chị chọn là gì? Hả? Gì chị mới vậy? Em đang hỏi mà chị làm vậy? Không, nhưng mà em đọc câu hỏi con nhân tóc của con nhân vật chị chọn là màu gì là sao? Trời em hỏi trời. Là nó là màu chầm hay là màu nổi? Ý em là vậy? À, màu chầm. Này em có nói ra đâu? Này em không hề nói nha. Em... Nếu mà như thế này thì nó sẽ là màu nổi. Rồi ok, bây giờ đến lượt chị nè. Mắt có màu nha. Rồi, cái da của nhân vật mình chị chọn là da nhiều màu hay là da bình thường? Da bình thường. Bây giờ đến lượt chị hỏi nè. Màu nóng nha. Con màu nóng đúng không? Nóng. Ok, và câu hỏi của em đó chính là nhân vật mà chị chọn có lông mày hay không? Nhân vật chị chọn có lông mày hay không hả? Chưa đổi câu hỏi, lộn. Ờ ok, hỏi lại. Đổi câu hỏi. Cho nhân vật mà chị chọn có mắt mấy màu, lộn, có mắt nhiều màu hay không? Một là một màu, hai là nhiều màu. À, một màu. Một màu à? Ta đến lượt chị nè. Tóc màu sáng. Ok rồi, đến lượt em. Chị biết chắc là kiểu gì. Câu hỏi tiếp theo em chưa là đến được đáp án đâu, nên chị cho em hỏi tiếp. Chị không dạy gì đâu mà chị đoán trước. Từ từ ra. Nhân vật mà chị chọn á là có cái miệng hay không? Miệng bình thường hay là không có? Không có miệng à? Không có miệng. Bây giờ chị hỏi em nè. Yeah. Nhân vật của em tóc màu trắng hay màu cam? Hỏi khó. Ủa gì vậy? Chị hỏi khó vậy? Cái đó là nó vô trọng tâm mà chị. Cái đó chị biết rồi. Mà đâu? Không, nó phải trúng. No. Cái đó là chị chơi đúng màu rồi. Ủa chị Liêu lúc nãy bảo sáng hay là tối thì vẫn được mà. Thì bây giờ chị hỏi là màu trắng hay là màu cam thôi đi. Mà nếu mà không có thì em bảo là không phải. Thế thôi. Dạ chị hỏi lại cái chị. Rồi nhân vật của em tóc màu trắng hay màu cam? Tất nhiên là màu trắng rồi. Em tự chọn bản thân sao? Cai ơi, nhân vật của em là Cai đúng không Cai? Đâu, không phải đâu. Tôi đi kiểm tra coi, đúng rồi. Mà Cai biết gì không Cai? Chị gái. Nhân vật của chị cũng là Cai. Wow. Wow. Phải không? Đỉnh. Chị em mình cùng chọn một lá bài luôn. Nhưng mà mọi người thấy đó, giữa người không biết chơi, người đã từng chơi và người chưa lần đầu chơi, nó sẽ có sự khác biệt đó giữa các lá bài loại này. Mà thôi không sao, dù gì thắng vẫn là thắng. Ok, ca mua được một điểm nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến với khu vực tiếp theo. Karon, khu vực tiếp theo là khu vực quái vật trong Minecraft nha. Bây giờ em hãy chọn một con quái vật đi. Rồi đến lượt chị nè. Rồi chị cũng xong rồi thôi. Em chị cứ để cho em đặt câu hỏi trước đó. Nhường em tiếp á. Ok, bây giờ quái vật của chị là màu nóng hay màu lạnh? Từ màu nóng hay là màu lạnh á hả? Màu lạnh. Rồi ok, đến lượt chị hỏi nè. Con quái vật của em chọn là có ở dưới địa ngục không? Ở khu vực khác. Ok, chị xong rồi đó. Trời ơi, loại được rất là nhiều. Ok, mời Kai, đến lượt Kai đó. Con nhân vật của chị chọn là sống dưới nước hay trên mặt đất đi? Ở trên mặt đất. Ai, ship à, mặt đất à, ship có đâu. Ê, em bảo mặt đất.
thời thường hay là mặt đất hay là mặt trên đất, cạn mặt nước? Đất trên cạn à, nó ở trên cạn. Có nhân vật của em là ở địa ngục hay là gì em? Địa ngục hay là địa nó không bắt đầu hết á. Ủa cái hả, nó không ở thế giới thường, đúng rồi, nó cũng không ở địa ngục, đúng rồi, nó cũng không ở gì em hả, thế thì nó còn chỗ nào để nó sống nữa em? Nó sống ở thế giới thường à, nó sống ở thế giới thường. Nó thế giới thường chị ơi. Trời ơi, nãy em bảo là thế giới thường, không ở thế giới thường, chị loại hết cái con ở thế giới thường rồi em ơi. Không phải đâu, chưa tin chưa chuẩn đâu. Không, mà thì con em không phải sống ở thế giới thường, không có thế giới thường. Ủa? Đúng rồi. Tôi bắt đầu lú trong cái à, bình tĩnh cái, lên đây. Chị hỏi em làm chị lú rồi đó, con đấy còn ở đây không? Không. Nó ở thế giới thường, nó bà nội. Không, nó ở thế giới thường luôn. Cái ca môn nghĩa ở ván chơi này chúng ta để trống đi. Cái này không có tỉnh số đâu. Cai làm tôi lú rồi, tôi bây giờ tôi sẽ chạy sang Cai và tôi sẽ xem cái kết quả lúc của Cai là con gì đó. Tôi bắt đầu lú rồi á. Hủy kết quả, hủy của Cai nha Cai. Rồi, chị xem đi, chị thử đi, chị thử đi. Cai ơi. Gì? Nó ở thế giới thường. Con này nó ở dưới nước mà thế giới thường nào? Thế giới nước. Thế giới thường này đang nói về thế giới thường, thế giới địa ngục, thế giới thì em. Thôi xin lỗi bạn nha, bạn đừng chửi mình. Tại khái niệm của mình nó bị khác á bạn, nên bạn đừng chửi mình nha. Thế là lúc nãy chị mới hỏi em là trên cạn hay là dưới nước là vì thế đó. Trầm cảm quá, cứu tôi. Rồi, bây giờ thôi chị để cho em đặt câu hỏi tiếp luôn á. Rồi mời em ạ. Rồi ok, bây giờ cái món ăn của chị là nó có nhiều màu hay là một màu? Món ăn của chị có nhiều màu. Rồi sao vậy chị? Ok em, tùy em. Ok, đấy là chị à. Chị vẫn hỏi cái câu mà lúc nãy chị chơi với Sam chửi, đó chính là cái món ăn của em là thực vật hay là động vật? Động vật. Rồi, chị xong rồi đó. Bây giờ đến lượt em đó. Trời ơi, hỗn loạn gần hết okay, rồi. Ok, bây giờ câu hỏi của em đó chính là món đồ ăn của chị là ở dưới nước hay là bình thường? Bình thường. Rồi. Mấy con dưới nước cho hết, đi hết. Ok, đến lượt chị nè. Có cái món ăn của em. Ủa, chị cũng muốn hỏi cái câu vừa rồi ấy, Lan ạ. Nó là bình thường ở trên cạn hay là dưới nước á? Nó có phải cá? Trên cạn chị ơi, trên cạn. Thế ở đây chị loại được 5 con cá rồi. Cảm ơn em nha. Món ăn của chị là thực vật hay là động vật ấy nha? Thực vật em ơi. Thực vật à, ok, hay thì... Rồi, đến lượt chị hỏi nè. Món ăn của em có màu nâu không? Không có đúng không? Ok yeah. Tức là của em hoặc là cái miếng thịt cừu kia, hoặc là cái miếng thịt heo thôi bé ơi. Để xem mà. Đúng chưa nào? Ok đó. Để xem. Đặt câu hỏi món đi ăn, đã. Món ăn của chị có màu đỏ không? Có. Ok, 1, 2, 3, 4, mình còn 4 miếng thôi. Yeah. Rồi, ok, vậy đến câu hỏi cuối cùng của chị là cái món của em là màu hồng hay là màu đỏ? Không có, hai màu đỏ luôn. Rồi xong tôi đi rồi. Tôi cai hỏi đi. Cai. Ok, cái đồ ăn của chị có màu xanh lá không? Có. Trời, bắn cái cung quả không được. Trời, bắn cái cung quả không được. Sao mình bắn cung gà quá vậy? Thôi để chị bắn cung thôi nè. Em đoán là đồ ăn của chị là trái dưa hấu. Đúng không ta? Wow. Chạy sang kiểm tra xem đồ món ăn của Kai là gì nè. Hamburger. Yeah. Ha. Nãy tôi hỏi thực vật và động vật thì hamburger nó có cả hai. Nhưng mà tôi để đi loại hamburger rồi. Trời ơi, Mui ơi. Ok. Là sau lần chơi thứ 3, Kairon đã chiến thắng mọi người ạ. Chúc mừng Kairon, chúc mừng. Và sau chỉ chơi 3 lần chơi thôi, Kairon đã thắng tôi rồi mọi người ơi. Video của các bạn đây là kết thúc rồi. Tiếp theo các bạn muốn ca mui chơi những thẻ bài nào của nó, có những cái gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho con biết nha. Và yêu các bạn rất là nhiều. Bye bye. Bye bye. Buồn quá. Chẳng làm sao cùng nhau bước tiếp chuyện ngày bắn pháo.